lắm trong gai. Vâng, đó là những câu thơ được viết bằng máu của người anh hùng Nguyễn Thị Minh Khai trong những ngày lao tù. Khi các anh hùng phụ nữ đảng viên cộng sản ấy mãi mãi sáng ngời trong lịch sử đấu tranh giành độc lập dân tộc của chúng ta. Ngay sau đây xin một tràng pháo tay thật lớn dành cho phần dự thi của lớp 91 với tiết mục sân khấu hóa anh hùng Nguyễn Thị Minh Khai. Nữ anh hùng Nguyễn Thị Minh Khai, tên khai sinh là Nguyễn Thị Vịnh, sinh năm 1910, mất năm 1941. Bà là nhà cách mạng người Việt Nam tài giỏi, là một trong những người lãnh đạo Đảng Cộng sản Đông Dương trong giai đoạn từ năm 1930 đến năm 1940. Lê Hồng Phong và Nguyễn Thị Minh Khai là hai nhà cách mạng Việt Nam trong những thập niên đầu thế kỷ 20. Cả cuộc đời của Lê Hồng Phong và Nguyễn Thị Minh Khai đều được dành để thực hiện các nhiệm vụ cách mạng, đem lại tự do, độc lập cho dân tộc. Trên con đường cách mạng ấy, họ đã gặp, được chia sẻ cho nhau tình yêu, sự gắn bó của hai tâm hồn cùng chung một nghiệp, hay ý chí có cùng một quyết tâm. Và sau một thời gian dài cực khổ đấu tranh, làm chủ vận mệnh của đất nước. Điều này khiến nhân dân càng thêm phấn khởi, tin tưởng và ủng hộ rồi chế độ mới. Các nơi đều rộn rã tiếng nói, tiếng cười, phiên chợ lúc nào cũng ấm áp tình người. Có ai ngờ, đó chỉ là sự khởi đầu cho những tháng ngày gian khổ. Dân tộc Việt Nam luôn bị đánh bại những khó khăn khi cuộc đấu đại bại. Những tàn thương do chiến tranh đã ngày càng tàn phá mạnh mẽ. Cuối năm 1945, đất nước ta lần thứ hai, một thời kỳ kháng chiến gian lao lại sẽ bắt đầu. Thank you.
đồng chí thương cộng của bà. Còn giờ đây là mình phải mộ bà. Hôm nay cô ta ở đây để cho ta biết nuôi chú được của những anh kỳ. Này cô gái, cô biết gì hãy nói cho ta nghe. Thưa ông, cô Thủy Nhã đang đi đến giai đoạn quan trọng. Ban thường vụ sư ủy do ông Hồ Văn Toàn làm bí thư đã soạn thảo đề cương chống Pháp. Các đội tự vệ, đội du kích dưới sự lãnh đạo của Hồ Văn Toàn, Phan Văn Lưu phát triển ngay trong các xí nghiệp lớn ở Sài Gòn như bến tàu, nhà máy đèn chợ quán, trường bách nghệ. Quần chúng nhân dân đã đưa bà Nguyễn Thị Minh Khai lên làm bí thư tỉnh ủy Sài Gòn Chợ Lớn và còn là ủy viên xứ ủy Nam Kỳ. Mà thấy thế nào mà bí thư tỉnh ủy Sài Gòn Chợ Lớn mà không có ý kiến gì à? Hay là do kế hoạch quá hồ não? Xin ông hãy trả tự do cho đây mình tôi. Cần cầu xin ông. Có được, hãy về với gia đình của ngươi. Bà ta đang đợi ngươi đi cùng. Năm 1940, chị bị bắt khi cuộc khởi nghĩa Nam Kỳ nổ ra. Chúng sẽ đi chặn đòn tra tấn dã man nhưng chị không khai nửa lời. Là những kẻ cướp nước. Vậy sự hy sinh của chúng tôi là lẽ
chúng tôi cũng sẽ thắng. Giải phóng dân tộc ra khỏi ác đàn tan.